Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hiện bây giờ thì Thông đang đứng trước nhà ga xe lửa của thành phố Berlin. Bây giờ Thông sẽ quay cho cả nhà xem thành phố Berlin, cái nhà ga nó to như thế nào nhé. Rồi Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng nhau tham quan nhà ga xe lửa của Berlin. Trước nhà ga xe lửa thì đây là cái trạm xe buýt cũng như là trạm xe điện. Đó, cả nhà thấy xa xa này có chiếc xe điện màu vàng này. Đây, đang chớp chớp đây. Rồi, bây giờ là trước cửa nhà ga chính của Berlin. Nó to lắm cả nhà ơi. Nó rất là nhiều đường ray. Mình mà không biết á, là mình đi là mình bị lạc ngay. Cho nên là trước khi mình muốn đi đâu là mình phải nhìn coi cái đường ray nó nằm ở đâu, và nó có cái mũi tên chỉ, mình phải đi cho chuẩn, chứ không là mình sẽ bị lạc ngay. Rồi bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta vào bên trong nhé. Wow, to quá, bự quá. Đây, trước khi mà mình đi đâu là mình phải nhìn cái bảng này, xem là cái chuyến tàu mình đi nó ở đường ray số bao nhiêu và bao nhiêu giờ và tàu nó có vã như thế nào. Nếu mà quý vị không chịu để ý cái này đó là dễ bị lạc lắm. Cả nhà thấy không, nó rất là nhiều những chuyến tàu, cách mấy phút là có một chuyến, cách mấy phút là có một chuyến. Ở trong này có những quán ăn, có những tiệm giống y chang như một cái shopping vậy đó. Bởi vậy là ngày hôm nay Thông và bà xã Thông ra rất là sớm để mình đi quay phim. Đó, 4 ngày ở Berlin, 4 đêm 5 ngày đã xong rồi. Đường ray xe lửa Thông đi về Frankfurt là số 13. Bây giờ mình sẽ đi thẳng đến đường ray số 13. Đây cả nhà ơi, đây là những cửa tiệm ở trong nhà ga Berlin. Tiệm bán thuốc lá này. Rồi tiệm bán đồ thể thao này. Đây. Bên này thì tiệm mà bán quần áo. Hôm nay họ giảm 20%. Đây là tiệm bán mỹ phẩm kem của Pháp rất là tốt và làm bằng dược thảo. Đây. Mình muốn đi lên cái phải đi thang máy lên số 13. Ở đây là cái bảng chỉ dẫn rất là rõ này. Đi đâu à, có đi tiệm khác nữa cả nhà ơi. Đi tất cả. Thôi mình đi cầu thang đi. Bên này là cầu thang từ số 11 đến 16. Bên này cũng 11 đến 16. Đấy, ôi, đông quá, to quá luôn á. Tầng trên, tầng dưới đủ hết. Đây là cầu thang máy.
khi mà đi vào trong nhà ga thì hầu như tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. Đây là tiệm bán thuốc tây, mở cửa 24 giờ trên 24 giờ. Đấy, tầng trên tầng dưới quá trời luôn. Đây, lên trên nữa. Đây là cái tiệm bán đồ kỷ niệm đó. Nếu mà quý vị nào mà có đồ đạc cồng kềnh thì chúng ta có thể mang đồ đạc vào trong đây gửi, rồi đi chơi ở nhà ga, khi nào mình đi xong thì mình lại đến lấy đồ. Đây, bây giờ không đi lên cái đường ray số 13 để đi về lại Frankfurt. Đây là chỗ đổi tiền quốc tế. Đấy. Đây là nhà ga số 13. Rồi. To chưa cả nhà? Rất là to phải không ạ? Bây giờ Thông sẽ đi dạo một vòng trong cái nhà ga của Berlin cho cả nhà xem nhé. Và đây là cái cổng sau của nhà ga. Có một cái bãi, một cái sân rất là rộng. Buổi tối là họ chơi nhạc ở đây. Và ở trên này cũng có tiệm ăn nữa này. Và piano, đây là tiệm ăn. Đây là tiệm bán đồ ăn và piano. Rồi, bây giờ Thông đi xuống dưới tầng dưới này. Ở đây có đủ hết tất cả các tiệm. Và nổi tiếng ở Berlin tức là xúc xích curry, currywurst. Rồi, Thông đi ra ngoài nha. Ở ngoài thì mọi người không cần phải đeo khẩu trang, nhưng mà khi vào trong thì chúng ta phải cần đeo khẩu trang. Đây là ở ngoài. Hôm nay trời nắng, bầu trời đẹp quá. Berlin Hauptbahnhof tức là nhà ga chính. Rồi, mình đi vào trong tiếp nha. Đây là những tiệm bán đồ ăn. Costa Coffee. Nhà thấy nó lớn chưa? Đi dạo trong này mà đi từng nơi cũng phải hết nửa ngày. Chưa kể ở dưới nha cả nhà, ở dưới là còn nhiều nhà ga, nhiều đường ray nữa này. Đấy, ở dưới đấy, đường ray ở dưới đấy. Còn nữa nha. Kia. Ở dưới kia cũng đang có tàu chuẩn bị chạy đấy cả nhà.
Đó. Tàu cũng đang chuẩn bị chạy đó. Ở dưới là cái tàu 2 tầng. Tầng trên và tầng dưới. Quá trời chưa? Bên kia là bán giày, rồi bán đồ trang trí, rồi bán đồ điện tử. Còn đây là tàu này thì chạy ở trong thành phố khoảng cỡ 30 mấy phút trở lại. Cả nhà thấy là mọi người đã lên tàu hết rồi phải không ạ? Hồi nãy đứng ở đây đông lắm, bây giờ lên tàu hết rồi. Ở đằng sau là một cái đuôi tàu, cũng là đầu tàu sẽ đẩy. Tàu này sẽ chạy được 2 chiều. Người đi người ở lại. Trên tàu rất là rộng cả nhà. Và ở trên tàu nó có những cái buồng dành cho 6 người, tức là một cái family nhỏ đó. Và cả nhà sẽ thấy nó có đề số 1 phải không ạ? Số 1 tức là để dành cho những người mua vé đắt tiền hơn thì sẽ ngồi ở trên này, thì cái dãy của nó chỉ có 3 ghế. Còn số 2 là một dãy 4 ghế. Đây. Bye bye. Đó. Dầu xe lửa này chạy bằng điện. Bên này cũng chạy rồi.